Chào mừng quý vị đến với bản tin chuyển động 360. Hôm nay sẽ chuyển tới quý vị những thông tin đáng chú ý sau đây. Thưa quý vị, sau gần một tuần trời mưa lớn ở Hà Nội, khoảng 100 hộ dân tại thôn Đồng Dâu, xã Tốt Động, huyện Chương Mỹ, Hà Nội đã bị ngập sâu trong nước. Tình trạng này khiến bà con nơi đây gặp rất nhiều khó khăn. Theo ghi nhận, phương tiện duy nhất di chuyển được là những chiếc cano, thuyền và phao tự chế. Nhiều người dân ở nơi bị ngập đã được đi sơ tán tới nhà người thân và nơi an toàn hơn. Ngoài xã Tốt Động thì nhiều khu vực khác cũng chịu ảnh hưởng tương tự như Bùi Xá, thị trấn Xuân Mai, Hà Nội cũng đã bị ngập sâu trong nước. Ủy ban Nhân dân huyện Chương Mỹ đã cho biết mực nước ngập nhiều nơi, những đoạn thấp nhất nước cao khoảng 70cm, những khu vực gần sông nước cao đến khoảng 2m. Liên quan tới việc cho học sinh trở lại trường, trả lời báo chí, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội khẳng định không có việc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội đề xuất Ủy ban Nhân dân thành phố cho học sinh quay trở lại trường học từ ngày 25 tháng 10 năm 2021 như một số phương tiện thông tin đại chúng đăng tải. Sở Giáo dục Đào tạo cho biết đã xây dựng nhiều phương án tổ chức dạy học để ứng phó linh hoạt với tình hình dịch COVID-19 trên địa bàn. Sở yêu cầu các trường trong thời gian này duy trì tốt việc học trực tuyến, đồng thời tiếp tục chuẩn bị các điều kiện để sẵn sàng đón học sinh quay trở lại trường học tập khi điều kiện cho phép. Cảm ơn các bạn đã theo dõi bản tin chuyển động 360. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những bản tin tiếp theo.